Em Chí xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt trên đường Hưng Phú. Hiện tại quận Hưng Phú thì anh chị vẫn thấy là những ngôi nhà cho thuê như thế này cũng không xa lạ gì. Hiện nay thì các tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn mình. Đường Hưng Phú thì cách một cây cầu chứ đi, mình sẽ qua bên quận 5, quận nhất anh chị ha. Bên đây thì đang ký gửi mà mua bán một căn nhà như thế này anh chị, rất là to đùng luôn, một cái building rất là lớn luôn. Năm nay thì mọi mặt kinh doanh của bà con mình rất là khó chịu về cái mặt kinh doanh mặt tiền và cho thuê. Và mọi kinh doanh của bà con đang có chiều hướng là hơi bị chậm đi rất là nhiều ở so với những năm khác và so với các khu vực luôn anh chị. Thì em sẽ cập nhật một số tình hình về các khu vực ở trên các tuyến đường Sài Gòn cho cô chú anh chị mình cập nhật qua màn hình ống kính như là trên đường Hưng Phú này. Buổi sáng nay thì 9:30 em cũng xin chúc cô chú anh chị mình thật là sức khỏe và thành công trong công việc. Em sẽ cập nhật một số tình hình về con đường Hưng Phú và về đường Nguyễn Huy Tần, cập nhật vào trong chợ ông cho cô chú anh chị mình cập nhật qua màn hình ống kính nha. Mọi việc thì kinh doanh thì bà con hơi bị chậm lặng đi rất là nhiều anh chị. Mọi cửa hàng đóng cửa và những cửa hàng như thế này. Và những chú xe ôm cũng đang ngồi chờ các tuyến đường để đi, để khách anh chị. Các chú xe ôm truyền thống nói chung là cũng ứng đổi rất là gọi là mình thấy cảm giác như là khó khăn rất là nhiều anh chị. Tại vì chú lớn tuổi mà chú còn mưu sinh cuộc sống như là rất là khó khăn. Mọi mặt đều gọi là khó khăn trong kinh doanh và khó khăn trong mọi nẻo đường mà các chú chạy xe mà không có khách. Đây là những ngôi nhà để kinh doanh nè, anh chị vẫn thấy đây rất là chậm luôn. Mọi mặt kinh doanh thì bà con bây giờ quán cà phê hay quán ăn thực phẩm cũng rất là vắng. Bên đây cũng là nhà để cho thuê nè anh chị nhé, tiếp tục bán luôn nha anh chị. Một căn nhà một lầu như thế này. Hiện tại thì trên đường Hưng Phú thì mọi mặt kinh doanh của bà con hiện tại thì rất là buôn bán không được và dẫn đến bán nhà rất là nhiều luôn trên các tuyến đường ở Hưng Phú này. Đây là những quán ăn quán phở nè anh chị thấy không, vẫn còn vắng nè. Những bánh mì hay là những kinh doanh tiệm tóc, tiệm nail hiện nay thì số lượng khách thì nó hạn giảm đi rất là nhiều. Bên đây thì cũng đang đóng cửa then cài một cái đầu nhà như thế này anh chị. Cũng không thấy mặt hàng kinh doanh, tại quán cà phê mà chị cũng thấy đây, nó vắng như vậy nè. Người ta mở cái quán cà phê ra thì nói chung là cũng muốn kiếm lợi nhuận để sinh đồng lờ để lo gia đình trang trải mà cà phê vắng như vậy. Một hai ba khách hàng thôi. Mỗi quán thì tình trạng như vậy thì số lượng mà khách hàng á bây giờ rất là chậm luôn, mà để kinh doanh một cái quán để lo gia đình bươn chải thì muốn nhân viên vào tiền thuê quán nữa anh chị, rất là khó khăn hiện nay luôn. Về hướng cầu Chí Y này anh chị vẫn thấy là một hướng về bên tay trái mình là về khu vực quận 5 và quận nhất ha, đường Trần Hưng Đạo. Về bên tay phải là khu vực Nguyễn Huy Tần đây, về quận 8. Địa điểm là cũng trung tâm là sung túc nhất ở khu vực quận 1, quận 2, quận 3, gần cầu Chí Y, gần quận 5 và quận nhất luôn. Giáp danh nhau thì nói chung là bên đây kinh doanh cũng sung túc anh chị. Mọi mặt kinh doanh bên đây nói chung bà con mình cũng đều tất bật về mua bán những ngày cuối năm vào các khu chợ như thế này. Em sẽ cập nhật qua màn hình ống kính cho cô chú anh chị mình sẽ cập nhật thêm về bà con mình kinh doanh hiện nay như thế nào. Bên tuyến đường Nguyễn Huy Tần thì giá trị nhà bên đây cũng rất là cao anh chị, tại gần khu trung tâm anh chị nhé. Mọi bất động sản năm nay cũng đang điêu đứng về cho thuê hay là mua bán nhà. Anh chị vẫn thấy những căn nhà cho thuê và những căn nhà mua bán hiện nay thì cũng hơi bị khó khăn để mua bán hay cho thuê. Số lượng tiền mà đi mua nhà hay là để thuê nhà một vị trí mà để đắc địa để kinh doanh mua bán cũng rất là khó khăn hiện nay luôn anh chị. Chọn rất là kỹ và để thuê hoặc là mua bán. Đây cũng là một căn nhà cho thuê đây anh chị vẫn thấy đây. Trước thì cũng là một cái quán gà ha, hiện nay thì không còn kinh doanh nữa. Cái bảng băng rôn rất là mới luôn anh chị. Có thể là kinh doanh trong thời gian ngắn mà cũng thấy không tiến triển được, người ta cứ di chuyển bây giờ đi hướng khác để kinh doanh. Cái mẫu mặt này kinh doanh mà đóng cửa eo xèo thói quen như thế này thì gọi là một khó khăn của bà con mình hiện nay. Còn anh chị bán lại đường thì cũng thấy đây, bán xôi hay là bán gọi là thuốc lá rồi phẩm thức ăn, nói chung là cũng đều trầm lặng đi rất là nhiều trong cái tuyến đường. Đây sắp tới thì cũng là một cái quán gà nữa anh chị, thì mở rất nhiều chi nhánh luôn ha. Bên kia xuất một cái, này xuất một cái nữa, cũng hiện tại thì cũng đang để là bản là cho thuê như thế này luôn anh chị. Mặt kinh doanh của bà con năm nay thì lúc đầu thì kinh doanh sung túc hồi mọi năm trước, cái dần cái chuyển sang mọi năm sau như thế này thì qua trận đại dịch xong rồi là ảnh hưởng rất là nhiều về các kinh doanh của bà con hiện nay. Đây những tiệm vàng cũng bán que và những cái cơ sở mua bán nè, rồi điện thoại mobi này kia rồi nè, rồi thực phẩm thức ăn nè, cũng còn trầm lắng đi rất là nhiều trong thời điểm hiện nay luôn chị. Đây những tiệm vàng thì cũng thấy đây cũng rất trầm lặng,
số lượng khách bây giờ cũng hạn chế rất là nhiều. Lúc xưa thì ngày cận Tết như thế này thì rất là đông, gọi là mua vàng để dành nó sản xuất rất là nhiều. Bây giờ giá vàng thì nói chung là bay lượng lên xuống rất là nhiều anh chị. Tình hình mà như vậy thì người ta cũng đang phân vân mà để mua hay không, cho nên đỉnh điểm vàng cũng hơi bị gọi là chậm lặng chút xíu. Đây anh chị vẫn thấy là gần khu chợ thì lem lỏi những cái tiểu thương mà kinh doanh hộ gia đình đang kinh doanh như thế này, ăn theo một lợ. Còn bên đây thì chuyên về bán về những đồ điện nước nè, những cái công trình nè, móc khóa, ổ khóa, dây điện, quạt máy, cơ khí luôn, về điện máy luôn chị ha, về quạt máy luôn nè, rất là nhiều luôn. Mà nhưng mà tình hình khách thì 4-5 tiệm thì có thể là một tiệm được 3-4 khách, có khi dài dài những kia thì còn đang bán chị ha. Năm nay thì mọi sửa chữa công trình hay là thi công của các bà con mình trong các công trình sửa chữa, những đơn hàng đơn kiện mà sửa chữa ở các công ty bây giờ cũng đang dầm lắng đi rất là nhiều, dù là khó khăn gì. Nhiều khi những cái nhà cửa mình ăn ở thì kia đồ dồn những ngày Tết đó, mình sửa chữa lại đó, bây giờ thì cũng đang gọi là bị sự hiu trong vấn đề này. Tại vì năm nay bà con mình làm ăn rất là khó khăn luôn, đang chậm rất là nhiều luôn chị. Mọi khó khăn của bà con hiện nay về tình hình khó khăn, bên đây cũng một số tình hình cũng đang đóng cửa sạp đây, một cái sạp gốc mà đây đóng cửa đây anh chị. Đây là chợ Hà Đông anh chị ha, những khu vực bên đây là kinh doanh buôn bán rất là sung túc luôn. Bên đường thì vẫn thấy đây bán rất là nhiều luôn, nhưng mà số lượng khách thì hơi gọi là chậm lắng đi rất là nhiều ở trong khu chợ Hà Đông này. Những buôn bán của bà con mình hôm nay xe tiểu thương thì rất là nhiều, bên đây là xe khách anh chị, xe khách hôm nay thì cũng còn một số lượng khách lưa thưa cũng hơi vắng đi rất là nhiều. Lúc trước thì thời điểm này 9-10 giờ là đông lắm anh chị. Còn đối diện bên đường thì anh chị vẫn thấy là tình hình cho thuê nhà nguyên căn như thế này, dán băng gòn trên là dưới luôn chị ha, và những tấm bảng nhỏ li ti bấy bá ở khu vực bên của cái tầng này. Thuốc tây hay là buôn bán lề đường lề phố cũng còn vắng lặng đi rất là nhiều ở cuộc sống hiện nay của bà con mình nha anh chị nhé. Đây em sẽ cập nhật di chuyển vào bên trong khu chợ để cập nhật giáp dòng chợ cho cô chú anh chị cập nhật qua màn hình ống kính. Hiện nay thì các cô bán như bán khăn nè, rồi bán như là bán bánh bán kẹo mà. Mấy mùa Tết nè anh chị vẫn thấy là đây là những cái chùm quà mà để biếu Tết nè, anh chị thấy không? Người ta bây giờ đã làm trước nè, rồi một số tình hình cũng đã bán cũng được, bán được một số tình hình về của bà con mình hiện nay cũng giao đi mấy phần quà này tặng phẩm trước cho mấy cô chú anh chị mà có nước đi về quê trước anh chị. Có những mặt hàng kinh doanh của bà con này đầy đủ luôn chị ha. Bên đây thì anh chị thấy là nghêu ốc luôn nè, cũng còn trầm đặng đi rất là nhiều ở khu vực này. Sản phẩm bà con bán rất là đẹp luôn, trái cây, bánh, mứt, đồ, đủ thứ mặt hàng luôn chị ha. Thì trái cây thì chị vẫn thấy là trái cây nhập khẩu hay là những cái hàng mà miền Tây, miền Đông rất là nhiều luôn, các sản phẩm của các cô đây. Cũng số lượng thì cũng hơi vắng khách hơn nhiều ngày trước anh chị. Thì nhiều ngày trước thì mình vào cái mùng 1 á, mình sẽ thấy là gọi là đông khách, người ta mua trước bữa 30 thì người ta mua rất là đông để người ta về nó trưng bày là cũng mùng 1. Bây giờ thì nó hơi bị lưa thưa đi. Đa số thì ngày dằm mùng 1, mùng 2, mùng 14, 15 thì những ngày đó thì các chợ thì đều đông nhất anh chị ha. Để người ta kinh doanh về mặt hàng trái cây hay mua bán về các thực phẩm bất ăn. Như bên đây anh chị vẫn thấy đây những cái rau củ quả của các cô bây giờ cũng đang gọi là chầm lặng đi, số lượng khách thì không thấy đâu. Bên đây thì nói với gia đình, nói với gia đình thì anh chị vẫn thấy một số tình hình cũng có mua qua mua lại anh chị ha. Mua tới mua lui nói chung là cũng còn một số tình hình khách. Bên đây quần áo là anh chị vẫn thấy buôn bán quần áo như thế này. Đây anh chị thấy quần áo rất là nhiều luôn anh chị. Mọi quần áo của bà con mình buôn bán nói chung là khó khăn của bà con mình rất là nhiều trong hiện nay hôm nay. Nào mọi tình hình về bà con mình về nào thất gia đình nè, rồi trái cây nè, rồi rau củ quả nè, hiện nay thì trầm lắng đi rất là nhiều trong cuộc sống luôn. Bà con cũng đang tất bật mà để kinh doanh mua bán, mà bây giờ những ngôi chợ mà kinh doanh mua bán mà chậm như thế này nè anh chị, bà con mình nói chung là đi hàng lên đây mua bán khó khăn. Khuya thức khuya dậy sớm 3-4 giờ anh bà con mình có thể là lên đến chợ đầu mối Bình Điền mình về lấy về đây rồi mua bán kinh doanh. Nhiều kinh doanh thì có thể là một cửa hàng bán cho 4-5 bữa luôn. Hồi xưa này cửa hàng nào bán hết cửa hàng đó anh chị. Bây giờ thì bán khó khăn rất là nhiều, hạn chế rất là nhiều số lượng khách luôn. Một số tình hình của công nhân bà con mình cũng đã đi về quê, và tình hình công nhân viên hay là khách hàng mà đi mua cũng hạn chế luôn anh chị. Nói chung là hạn chế rất là nhiều trên khu vực luôn. Từ cá mắm nè chị thấy ha, cá biển rồi rất là nhiều mặt hàng của bà con kinh doanh mua bán luôn. Về thịt heo này kia đồ cũng còn đang chậm đi rất là nhiều ha. Heo thịt bò nè anh chị vẫn thấy đây,
cũng còn hạn chế rất là nhiều của cuộc sống bà con mình năm nay là người gọi là hơi bị vắng ế luôn cái gì. Đây là cá nè, rất là nhiều cái hạt phẩm con cá của các cô đây và thịt heo các chú đây, và các anh cũng đi mua tới mua lui trong vấn đề mà heo nè, rồi cá mắm luôn nè. Mọi tình hình của thịt heo cá mắm bây giờ cũng còn rất là nhiều trong các tuyến đường này luôn anh chị. Đây chị vẫn thấy là mọi mặt hàng của bà con bên đây bán bánh kẹo cũng rất là nhiều, rồi mỗi một bằng mà gốc nè, củ kiệu bây giờ người ta đã có đổ xô ra khi đi mua bán vậy, thì vẫn thấy ha, rất là nhiều luôn ha. Giáp dòng khu chợ thì bên phía dưới này là bán heo quay có nè, rồi heo nóng, heo nguội có, rồi thịt bò cũng vẫn có ha, rồi sản phẩm cũng như là nội thất gia đình thì nói chung là bên đây thì bán trong lòng chợ anh chị, cũng như là mọi những cái này anh chị vẫn thấy đây, và mẫu mã cũng như là mặt hàng sản phẩm nước xả hay là những cái nội thất gia đình thay đổi trong gia đình mình. Bên mặt tiền mình là nội là tập khô không chị, nguyên hàng dài luôn chị thấy, nguyên tập quá hàng dài luôn, mà bây giờ cũng kim theo một cái món hàng cũng như là bán về bánh mứt trước luôn chị, để cho ngày còn khoảng 10 ngày 15 ngày đó là vô mùa luôn anh chị ha. Vô mùa Tết là rất là đông, bây giờ người ta bán trước để cho người này người kia đặng biết, khách hàng biết mình có bán là để mua. Về bên đây chị thấy là rau củ quả của bà con mình hay quần áo này, cũng còn đưa thưa leo que thế này, khách hàng không thấy đâu luôn. Hôm nay nó hơi bị chậm, gọi là chậm rất là nhiều luôn chị. Đây bên mặt trong chợ nè, chị thấy nè, các cô chú bán đẹp tóc, nội thất nè, rồi giỏ sách luôn nè, rồi mỹ phẩm luôn nè, rất gọi là chậm luôn chị. Hiện nay thì bà con mình kinh doanh mà ai cũng muốn có đồng lời sung túc để lo gia đình hết, luôn chạy hết, bây giờ thì nó vắng lạnh nhiều hơn, cắt giảm quá trần luôn chị. Bà con mình hôm nay thì cắt giảm chi tiêu rất là nhiều trong thời điểm hiện nay. Nhiều mặt tiền kinh doanh anh chị vẫn thấy là về quần áo nè, đồ đầu Tết của các bé nè, bây giờ cũng còn là quạnh hiu ha, rồi quần jean rồi áo thun đồ, rồi chợ bông hoa đồ, các cửa hàng mua bán thực phẩm thức ăn anh chị vẫn thấy là những cửa hàng thực phẩm thức ăn đây cũng hơi bị vắng anh chị ha, và những đồ mua bán cũng như là mọi mặt hàng kinh doanh của bà con đây nó bị vắng nhiều. Bên đây cũng có sạp gốc là để đóng cửa cho thuê nè anh chị, mà hiện nay thì chưa ai mà gọi là thuê ngay cái vị trí này, rất là đẹp luôn. Bên đường thì mọi mặt kinh doanh của bà con từ gạo hay là từ thời trang hay là giày dép đồ, hiện nay thì rất là trầm lắng rất là nhiều. Đây sản phẩm đây thì cũng thấy là trái cây tươi, trái cây nhập khẩu, trái cây miền Đông miền Tây được cũng có ha, rồi cửa hàng họ thất ở ngoài nè, rồi trang trí luôn nè, nói chung là cũng còn hơi bị lèo tèo leo que anh chị, nó vắng anh chị ha. Những cửa hàng bách quá cũng như vậy, cũng chưa thấy mở cửa để kinh doanh buôn bán với bà con mình. Còn kinh doanh thì hiện nay rất là sầm lắng đây rất là nhiều. Về thực phẩm thì cũng gọi là tiêu, chị thấy thực phẩm bán thức ăn cũng còn chậm đi. Trái cây bánh que bây giờ thì mới 9 giờ mấy anh chị, bây giờ mà tình hình bị bắn như vậy của bà con mình, mọi sự cắt giảm rất là nhiều luôn. Giá cả đồ trái cây bà con cũng để lên, có khi có giá đơn giá đơn hàng có giá để sẵn hết trơn như vậy luôn, nhưng mà hiện nay bà con thì mọi hướng đang cắt giảm, và để dành một số lượng tiền đó để ngày cận Tết thì người ta cái chi tiêu rất là nhiều, cho nên cắt giảm vào những ngày cận như thế này. Em cũng đã cập nhật một số tình hình về khu vực về quận 8, khu vực Nguyễn Huy Tần về ở đông như thế này cho cô chú anh chị mà cập nhật qua màn hình máy tính. Em cũng xin chúc cô chú anh chị sức khỏe và thành công nhiều trong công việc. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.